Đây là một ngôi làng nhỏ ven biển phía đông bắc của Singapore nha. Hôm nay mình bơi qua Pulau Ubin. Đảo Pulau Ubin. Mọi người lát nữa nếu mà xem hết clip á mà cảm thấy thích á thì nhớ bấm đăng ký kênh giúp mình nha. Cảm ơn mọi người. Để cho mình có cái động lực để mình làm thêm nhiều clip để cho mọi người xem nha. Bây giờ mình dẫn mọi người ra biển xem nha. Để lát mình coi mình đi từ hướng nào qua bên đảo. Wow. Đợt này hả? Ở đây hả, sóng nó sẽ nhiều hơn đằng trước, cái chỗ đằng trước mình bơi. Quần chút xíu để chạy ngược. Cái áo phao này rất là tiện nha, nếu có cá nhân cho mình để điện thoại nhé, có dây kéo kéo lại rất tiện. Bao tay, kiêng mát. Cái túi này là túi trong nước, để ba cái đồ điện thoại lại giặt trong túi. Chỉnh lại cái ghế. Thank you.
Xong rồi, chuẩn bị đi. Trời ơi, mưa rồi. Hên là chịu dòng về đó. Hồi nãy là đã bơi ra được giữa, gần giữa sông rồi, giữa biển rồi lộn. Thấy tình hình không ổn rồi, tại vì thấy sóng chớp á. Mới đầu thì mưa nó gắt, mình tính bướm đi qua thử không. Ai ngờ gần nửa sông rồi cảm thấy không được, tình hình thấy nó sóng chớp á, sợ bây giờ mình phải quay về lại. Mưa này là lớn rồi nha. Lớn à. Ướt hết trơn luôn. Đó, mọi người nghe chưa, tiếng sóng chớp. Để bây giờ mình coi tình hình sao nha, nếu mà tạnh mưa sớm thì mình sẽ đi qua bển. Nếu mà mưa cái này nó kéo dài mà lâu quá chắc mình về bữa khác. Bữa khác hay qua bển. Bữa nay chịu khó tới sớm rồi đó, không có nướng nữa. Mà bữa nay thời tiết không được tốt thì mấy bởi cho nên mình phải tranh thủ. Hôm qua mưa quá trời mưa luôn. Hôm nay thời tiết ok rồi, cũng không tốt gì mấy nữa. Cho nên tranh thủ bơi ra bển thôi, coi tình hình sao. Thôi, chút qua tới bển cái gì mình quay lại cho mọi người xem nha. Bây giờ mình phải tranh thủ đi mới không lát mưa xuống rồi. Xuồng đi vô trong. Đó, nó còn như vậy đó. Hồi sớm kìa thấy con heo. Con heo rừng. Wow, đây là một cái bãi nằm giữa biển nha mọi người. Mình chưa có tới cái biển bên kia, chưa có tới bến, cũng gần tới rồi. Nhưng mà cái bãi này tự nhiên nó nằm giữa cái biển. Nhìn nó cũng đẹp lắm nha. Quay trong máy cũng được đẹp, nhưng mà mọi người ở ngoài mà chứng kiến thấy là đẹp lắm. Mà mình không có lên, tại vì mình không có thời gian để sợ mưa, bởi tranh thủ. Bây giờ mình sẽ tới dẫn đằng trước cho mọi người xem nha. Mọi người thấy đằng trước không? Ôi cọ kìa, nhìn đẹp quá à. Các bạn nhìn đẹp lắm, lên đây mà chụp hình selfie. Trời ơi, đã rồi nha. Đó. Nhớ nha, mọi người xem kênh của mình mà thích thì nhớ đăng ký kênh nha. Hay mọi người muốn đi tham gia, đi cùng mình vượt biển á, thì nhắn tin cho mình. Rồi sau đây mình sắp xếp sẽ dẫn mọi người đi. Bây giờ mình sẽ cập vào bến trong đó nha, để nghỉ ngơi. Thôi đó. Mọi người,
xuống, tụi nó không cho mấy người ở đây không cho mình cập bến nha. Bây giờ mình sẽ đi bơi lại cái cầu này nữa. Mình sẽ xuống cái này mà hay sẽ xuống xuống qua họ lại hả? Giờ tâm trạng có thấy không có được vui gì mấy, hết buồn buồn sao? Đâu có tính là lên bờ đâu, lợi cái bến đó thôi, rồi để lên cái cục đá đó, nó cũng đã lớn lên đó ngồi chụp hình thôi. Hai con nhỏ đó, nó nói là không cho lên. Trời ơi. Mà mình đại khái là mình đoán nha là không cho lên là có cái lý do. Hay là sợ là lên đó mình lấy đồ trên đó, cũng như là trên đó nó có những cái di sản mà người ta để đó rồi không cho mình lên, sợ mình lấy á. Với bằng ở trên đó nó có rất là nhiều động vật nha, heo rừng. Trời ơi, nếu mà nó cho mình lên cho mình bắt con heo rừng đem về. Nó giỡn thôi chứ dễ gì, lên để chụp hình thôi. Ai ngờ đâu không cho lên, giờ cảm thấy buồn buồn sao. Thôi để mình quay lát, khoảng chừng lát thôi mình quay về Singapore lại. Ok, cây cầu nó dài tới đó nha mọi người. Bây giờ mình bây giờ những cái thuyền đó là người ta câu cá nha mọi người. 1, 2, 3, 4 thuyền. Bây giờ mình sẽ về Singapore. Ok, đằng trước đó là cái sân bay nha mọi người. Xuồng chuẩn bị cập bến. Ở đây thấy gì cũng hơi ấy nha nha. Cập bến mình phải kiếm chỗ nào nó trống trống. Hồi sáng là mình ở khúc đằng đó đó, chỗ người ta đang chơi đông đông đằng đó đó nha. Khúc đó mình xuống đó. Giờ về lại mình sẽ ở khúc này. Đó mọi người, mình nghĩ cho mọi người không thấy nha, không thấy rõ nha. Đó, hồi sớm là mình tính cập vô đó nhưng mà mọi người phải để ý nha. Nó người ta câu cá đó. Nó cái dây câu á, chưa nó dục ra tới ngoài đó luôn á. Đợt hổm á, ở đằng Fasiri á. Mình ở đằng đó đó, mình cấp đợt đầu tiên mà mình bơi đi qua bên đảo. Ồ, dây này đi thôi, này dây này, dây này, dây câu thấy không đó. Đó, thấy chưa. Cái đợt đằng, đợt mình đi đằng đầu tiên ở đằng đảo Cây Tâm á. Trời ơi, đâu có để ý, đâu có biết đâu. Nhém chút xíu là nó liên ngang cổ mà. Hên là mình không có đeo kiếng mát, đeo mà nhìn thấy. Nhưng mà đeo kiếng mát là nhìn không có thấy. Đợt đó cũng gần bờ. À, tới nơi rồi. Kéo xuống vô, kéo xuống vô. Để tới nơi rồi nha.